Chào cả nhà, hôm nay em lại giới thiệu cho mình dòng gin nha. Dòng này là Monkey Gin, Monkey 29 độ. Cái này là chiết xuất từ quả mọng của rừng đen. Nhìn chai này nhỏ chứ giá nó khá là chát nha. Còn đây là Monkey 47 độ, chiết xuất từ linh chi và pha trộn với nước suối tự nhiên.